Vâng, mến chào toàn thể tất cả anh chị có mặt trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay ạ. À, cả nhà có nghe rõ ông Hòa nói, nếu tất cả anh chị nghe rõ thì comment cho em số 1 với các anh chị ạ. Vâng, em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều ạ. À, đầu tiên thì em xin cảm ơn tất cả anh chị đã tham gia chương trình buổi tối ngày hôm nay. À, chúc tất cả anh chị chúng ta có một cái buổi Zoom thật là vui vẻ và chúng ta bảo đơn với các anh chị. À, hiện tại là tối nay chúng ta có một cái chương trình livestream rất là lớn của Robby, nhưng mà tất cả anh chị cũng dành thời gian để tham gia vào chương trình của Kuchen, thì em xin thay mặt ekip chuyên bên nhãn hàng BD Kuchen cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian để tham gia cái buổi Zoom đào tạo của Kuchen tối ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Hồ Tấn Hòa, 28 tuổi, quê của em ở Tây Ninh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vinh. Công việc của em là một thành viên của Kuchen. Giờ em rất là may mắn biết đến và tham gia rugby đến nay là cũng được hơn một năm rồi, và cũng được một thành tích nho nhỏ là có 3 sao. Và tối ngày hôm nay thì em rất là vui được mặt ở đây làm MC kết nối chương trình. Thì không biết các anh chị mình đã ăn cơm tối chưa? Các anh chị mình đã ăn cơm tối rồi thì comment cho em số 2 đi các anh chị ạ. Ok, cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều ạ. Thì quê của em ở Tây Ninh, là biển số ở Tây Ninh là 70 các anh chị. Còn biết là quê của anh chị ở đâu và mình bằng số mấy các anh chị, mình có thể chào nhau, gửi những cái số những địa phương của mình để mình có thể biết giao lưu làm quen với nhau các anh chị nha. Có chị Phượng là 60, chị Phương là 71, chị Hương là 82. Rất là nhiều, chúng ta ở rất là nhiều tỉnh thành khác nhau đúng không anh chị? À, 70 có đồng hương của em nữa. 89, 99, 19, rất là nhiều. 37 ở Nghệ An. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Chúng ta là Robby, nó là kinh doanh thì tất cả anh chị đều trên rất là nhiều nơi. Đó, giờ chúng ta rất là vui được mình cùng được gặp nhau trên Zoom để mình cùng giao lưu, mình học hỏi nhiều kiến thức. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học về chương trình máy xử hạt các anh chị. Thì máy xử hạt á, thì bây giờ cuộc sống càng ngày chúng ta càng ngày càng phát triển, và cái nhu cầu mà quan tâm về sức khỏe cũng như là lối sống lành mạnh, sống healthy rất là nhiều người quan tâm, và một trong số đó là họ rất là quan tâm về ăn bữa ăn lành mạnh các anh chị, nhất là nếp chậm hay là về máy xử hạt. Nó thì hiểu đó, thì bên nhãn hàng Kuchen đã ra một cái sản phẩm rất là hit hot, từ mà cái ngày ngày ra là đã bán được rất là nhiều luôn các anh chị. Và ngày trước khi mà em tham gia vào Robby, lúc mà em mới tham gia vào Robby thì em không có nghĩ là mình kinh doanh mình bán được những cái sản phẩm của trên, tại vì nó là nằm tầm khúc là phân khúc gọi là khách hàng người ta có quan tâm sức khỏe thì người ta mới có mới, mới quan tâm nó, thì em cũng nghĩ là không có nghĩ là mình kinh doanh được. Nhưng mà khi mà em được về của trên em làm á, thì em được sử dụng những sản phẩm ở Kuchen, thì khi mà em sử dụng cái máy xử hạt các anh chị thì em rất là mê luôn, và em thấy được cái sữa rất là ngon, nó khác với cái sữa mà bình thường mình uống ở ngoài chợ ở nhà. Cái sữa của nhà mình uống rất là lỏng, nhưng mà nó không có như cái sữa của Kuchen. Nó sữa khi mà ta uống cái sữa mà của máy xử hạt Kuchen các anh chị thì nó rất là mịn, rất là ngon luôn, rất là mê luôn. Anh chị nào mà đã sử dụng đã uống rồi á thì mình rất là mê, và mình được một cái nữa rất là hay là mình sẽ làm được rất là nhiều cái món sữa khác nhau, nó theo được theo thứ nhất là theo được cái nhu cầu của cái người khách hàng, thứ hai là mình sẽ được sử dụng uống được rất là nhiều món, rất là thay đổi được đó, và uống rất là ngon. Nếu mà anh chị nào đã sử dụng là sẽ biết, còn nếu mà anh chị mình chưa có cơ hội thì mình chị có thể đến những cái showroom của Kuchen để mình có thể trải nghiệm, mình uống thử và mình xem trực tiếp những cái sản phẩm ở Kuchen. Nó hiện tại thì mọi người thấy cái background của em là đang nằm ở Lotte Vinh đó, ở Nghệ An các chị. Nếu mà mình có gần đó thì mình có thể đến, hoặc là mình có thể đến Hồ Chí Minh, đến Hà Nội, đến Bình Phước, Hà Tĩnh, thì là đang có những showroom đó. Thì sắp tới thì Kuchen sẽ mở thêm nhiều showroom nữa nè. Ok, thì khi mà chúng ta đi kinh doanh thì mình phải hiểu được sản phẩm, mình hiểu rõ nó như thế nào, mình phải biết được nắm là nó sử dụng ra sao, rồi thường nó sẽ có những cái trong quá trình sử dụng thì khách hàng người ta sẽ có những câu hỏi như thế nào thì mình phải nắm được. Nếu mà những anh chị nào mình có cái máy rồi á thì mình rất là tự tin kinh tư vấn, còn nếu mà những anh chị mình là người mới á, mình chưa có sử dụng, mình chưa có học kỹ, mình chưa có nắm kiến thức á, thì mình rất là mình khi mình tư vấn thì mình không có tự tin và mình không có thể mà chia sẻ đến cho khách hàng được.
Đó thì mục đích của Chen để tạo ra những cái chương trình Zoom đào tạo để giúp cho các anh chị mình hiểu rõ sản phẩm và mình tự tin và mình tư vấn khách hàng. Đó thì các anh chị ta mình dành ra 1-2 phút mình gửi cái đường link Zoom này về cho đồng đội của mình, về team mình, để các anh chị mình cùng tham gia cho cái buổi Zoom tối nay để mình có thể nhận được nhiều kiến thức. Và tối nay nếu mà trên 100 người thì mình sẽ có một cái phần quà mini game. Thứ hai, nếu mà trên 200 người thì chúng ta sẽ có là 3 phần quà để mà cho các anh chị mình có những cái phần quà mình trải nghiệm, mình trực tiếp sử dụng trực tiếp những sản phẩm của Chen. Nói về cái nội dung chương trình tối nay chúng ta sẽ có 4 phần. Thứ nhất là mình sẽ được nhà cung cấp đào tạo cho mình về hướng dẫn sử dụng và từng cái bộ phận của máy nè, thứ hai hướng dẫn sử dụng nè, rồi giải đáp câu hỏi, và cuối cùng thì mình sẽ được quay mini game. Đó thì em không mất thời gian với tất cả anh chị nữa, thì em xin mời lên đây hai anh rất là đẹp trai, rất là năng lượng, sẽ chia sẻ tất cả anh chị mình về cái sản phẩm tối nay. Các anh chị hãy thả thật nhiều bông, thật nhiều hoa để chào đón anh Nam Trung và anh Ngọc Anh cùng lên đây chia sẻ cho tất cả anh chị mình nhé. Vâng, em xin mời hai anh ạ. Alo, Alo, nghe rõ rồi anh ạ, nghe rồi. Lại mất tiếng rồi anh ơi. Hotline của Gen thì mình sẽ dành tránh cho các anh chị. Còn nếu các anh chị mình gấp quá thì mình có thể gọi số này giúp em nha. Alo. Nghe được rồi anh. Alo. Mất tiếng rồi anh Trung ơi, mất tiếng rồi. Sau đây các anh chị nha, tại vì là bên em là cũng là mới đào tạo gần đây thôi cho nên là nó cũng chưa có quen á, xong các anh chị mình thông thông cảm với bên em nhé. Không nghe anh Trung ơi. Ơi. Học anh nói thì nghe đó. Lại mất tiếng rồi. Trời ơi. Máy đưa chén thì ở Lâm Đồng thì mình có cộng tác viên lắp đặt nha anh chị. Đối với bếp điện từ nè. Em hỗ trợ một số câu hỏi cho các anh chị mình nhé. Máy rửa chén nè, bếp bếp từ, bếp điện từ nè, và máy giặt nha anh chị, thì mình đều có cộng tác viên lắp đặt nha anh chị. Nếu mà mình lên đơn anh chị mình ghi chú đó là cần lắp đặt thì cô Trang sẽ điều phối cộng tác viên đến lắp đặt cho các anh chị mình đó. Và còn nếu mà mình lên đơn rồi mà mình quên ghi chú thì Em mình có thể kết gọi. nối tai nghe. Mình lên đơn mừng quên ghi chú thì anh chị có thể gọi về 1900 Khánh 8077 Hòa ơi, 86 anh chị. alo, Khánh Hòa Alo ơi, nghe. đang nghe em nói chưa? Nghe rồi của anh nhé. Ok, xin lỗi tất cả các anh chị đại lý vì sự cố ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì em cùng với Tấn Hòa và Nam Trung sẽ cùng với các anh chị đại lý để tìm hiểu về sản phẩm máy sữa hạt Kuchen. Và trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì hiện giờ thì chúng ta đang hướng tới một cuộc sống ăn các đồ ăn healthy, tất cả các sản phẩm healthy hướng tới sức khỏe. Thì chúng ta ăn những đồ ăn có thể là rau củ quả hướng tới các sản phẩm về tự nhiên, rau củ quả. Thì tại sao chúng ta
nên sử dụng sản phẩm máy nên sử dụng sản phẩm máy sữa hạt của Kuchen, thì sản phẩm máy sữa hạt Kuchen có một số cái ưu điểm so với các loại máy sữa hạt thông thường. Như thế là đầu tiên thì máy sữa hạt Kuchen của chúng ta sẽ làm sữa hạt nhanh chóng. So với nấu truyền thống, nấu sữa hạt truyền thống thì chúng ta phải là xay sữa, xay hạt đậu ra này, xong chúng ta nghiền này, chúng ta nấu và chúng ta phải lọc. Nhưng đối với máy sữa hạt Kuchen thì chúng ta chỉ việc bỏ sữa hạt vào, bỏ hạt vào, và việc tiếp theo chỉ để máy sữa hạt của mình lo tất. Cái thứ hai thì máy sữa hạt Kuchen thì nấu được các loại sữa hạt, nấu được các loại sữa hạt và các món ăn khác, như thể là sữa hạt này, ngũ cốc này, sữa gạo này, cà phê này, đấy, sữa lắc sinh tố đấy, rất nhiều các cái món ăn khác ngoài cái sữa hạt ra. Thứ ba thì có máy sữa hạt Kuchen chúng ta có rất nhiều chế độ hẹn, chế độ như thể là chế độ hẹn giờ này, chúng ta có thể bỏ hạt vào ngâm ở trong cái cối máy sữa hạt, và chúng ta hẹn giờ khoảng 5-6 tiếng sau chúng ta máy sữa hạt chúng ta bắt đầu là tự động làm sữa hạt, chúng ta không phải để ý đến việc ngâm căn giờ để ngâm sữa hạt để ngâm hạt để bỏ vào máy. Thứ tư thì ngoài ra thì máy sữa hạt có chế độ tự động vệ sinh, thì chúng ta sau khi mỗi lần làm xong thì khi mà chúng ta làm bằng tay ấy, chúng ta làm thủ công, thì mỗi lần chúng ta làm sữa hạt xong thì chúng ta phải mất công đi vệ sinh này, chúng ta phải mất công rửa đồ đạc. Nhưng đối với máy sữa hạt Kuchen thì chúng ta chỉ cần việc mở nắp ra, bỏ hạt vào, cho máy sữa hạt làm xong, thì máy sẽ, sau khi mà máy xả sữa hạt xuống dưới cối thì chúng ta máy sẽ bắt đầu chương trình vệ sinh và hoàn toàn tự động, chúng ta không cần phải là mất công để đi rửa hay đi tráng gì cả. Cứ thế chúng ta có một ly sữa hạt thơm ngon. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã biết máy sữa hạt thì giúp chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái lợi ích tuyệt vời từ hạt, các loại hạt và các loại hoa quả mang lại chúng ta, thì có một số cái lợi ích chính của máy sữa hạt, như thể là của các loại hạt, như thể thứ nhất là phòng chống ung thư. Thì ở máy sữa hạt thì có nhiều acid arginic, một hợp chất có phòng tính ung thư mạnh mẽ, có trong hạt vừng này, hạch nhân, hạt điều, đậu phộng, hạt óc chó. Thứ hai thì các loại hạt ở trong các loại hạt thì có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, như thể là các loại hạt như hạt vừng này, hạt hạnh nhân, đấy, hạt mắc ca, yến mạch thì có giúp cho chúng ta là hỗ trợ cái bao gồm có nhiều axit béo không bão hòa, giúp cơ bắp hoạt động nhịp nhàng và giúp hỗ trợ cái hoạt động của tim mạch. Tiếp theo thì sữa hạt, thì một số loại hạt thì có khả năng hỗ trợ có vitamin A, hỗ trợ cái mắt của chúng ta, hỗ trợ nuôi dưỡng đôi mắt của chúng ta, như thể là cà rốt này, như thể là các loại đậu như đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen và các loại đậu lăng, bí đỏ, đấy là có chứa vitamin A giúp chúng ta nuôi dưỡng đôi mắt khỏe mạnh hơn. Ngoài ra thì các loại hạt, có một số loại hạt có khả năng kiểm soát cái lượng đường ở trong máu, như thể hạt hạnh nhân này, hạt óc chó, hạt điều, quả hạch. Đấy là một trong những lý do mà chúng ta nên sử dụng máy sữa hạt Kuchen. Và về cái máy sữa hạt Kuchen của chúng ta ở đây ạ, thì chúng ta có đầu tiên là em sẽ tháo lắp ra cái máy của chúng ta, bao gồm có các bộ phận, như thể là đầu tiên là cái cối này. Đấy, có cái cối này, cối xay sữa này, hai là cốc đựng sữa, có cái nắp cảm biến. Chúng ta khi nấu hạt thì chúng ta bỏ cái nắp vào giúp em nhé. Đấy, chúng ta nấu hạt chúng ta bỏ nắp vào giúp em, bỏ vào đây để cảm biến ở phía dưới, cái máy có thể nhận được cái nắp này và sẽ bắt đầu xả xuống. Ba là cái bình nước này, chúng ta có cái bình nước có dung tích là 1.5 lít, đó, chúng ta thoải mái làm từ 3 đến 4 mẻ giữa hạt, thoải mái luôn đấy. Và phía dưới này chúng ta có cái khay đựng nước thải đây ạ. Và ngoài ra thì ở phần thân máy ở phía bên trái này chúng ta có một bảng mô tả các cái công thức phổ biến
Còn ở phía bên này thì chúng ta sẽ có những cái mô tả lỗi cơ bản của máy, như thể là lỗi E1 là chúng ta khi vệ sinh ấy, chúng ta có số ấy, em gặp một số các anh chị thì có những thắc mắc chung như thể là lỗi E1 thì đầu tiên là lỗi chúng ta chưa, khi máy làm xong mà chúng ta không xả nước xuống rồi nhưng mà chúng ta không nhấc cái này ra, nó báo lỗi E1 này. Hoặc là chúng ta khi làm sữa ấy, chúng ta tháo mất cái này ra thì máy nó không có gì để xả xuống cả. Đấy thì nó cũng báo E1. Nên là các anh chị lưu ý giúp em này, nếu mà sữa hạt ở trên máy ấy, đang trong quá trình làm thì chúng ta không rút cái cốc này ra này. Hoặc nếu mà sữa hạt đã xong chu trình mà đã xả hết xuống rồi thì chúng ta rút cốc này ra để cho máy tự động vệ sinh các anh chị nhé. Ok. Và tiếp theo thì chúng ta có một số cái chức năng cơ bản ở trên cái máy sữa hạt này. Chúng ta có các dry pin. Có đầu tiên là có chức năng dry pin là sữa âm, sữa hạt khô. Dry pin và sock pin. Sock pin là dùng cho sữa hạt ngâm, cho các loại hạt ngâm. Dry pin là dành cho hạt khô. Đấy ạ. Thứ hai là chế độ grain, là chế độ ngũ cốc. Tiếp theo là chế độ ripet, là chế độ sữa gạo. Tiếp theo là coffee, là chế độ pha cà phê. Còn milkshake là chế độ sữa lắc. Các anh chị lưu ý là cái chế độ milkshake này là chế độ mà máy không bơm nước vào và máy sẽ không nấu. Đấy. Tiếp theo là chế độ juice, là chế độ làm sinh tố. Làm sinh tố thì máy có bơm nước. Máy có bơm nước đấy chị nhé. Lưu ý chế độ này là máy sẽ bơm nước vào và không nấu. Nên là nếu em lưu ý là nếu mà ai mà anh chị mà muốn làm các loại hoa quả mà nguyên chất không muốn bơm nước vào, ví dụ chúng ta làm sinh tố dưa hấu, thì chọn giúp em chế độ milkshake nhé. Chọn giúp em chế độ milkshake thì máy sẽ không bơm nước vào. Đấy, còn nếu mà mình chọn chế độ juice thì chế độ sinh tố thì máy sẽ bơm nước vào và làm loãng cái thành phẩm của mình ra. Tiếp theo là chế độ súp cá. Và cuối cùng là chế độ fragrant milk, là chế độ sữa thơm. Chế độ sữa thơm là chế độ mà máy sẽ kéo nhiệt độ xuống thấp hơn một chút để cho chúng ta dùng nhiệt độ thấp để nấu sữa, giúp cho chúng ta giữ nguyên được cái hương vị của sữa, hương vị của hạt. Còn chế độ này thì chúng ta nên dùng với các loại hạt, như thể là hạt đã xay rồi, như thể hạt đậu xay này. Thì, đậu xay rồi chúng ta bỏ vào đây. Nếu mà chúng ta đậu xay mà chúng ta dùng thủ công, chúng ta bỏ vào nước, chúng ta quấy đều ấy, thì chúng ta sẽ có các cái cặn và các cái lợn cợn. Nhưng mà nếu mà bỏ vào máy sữa hạt này thì chúng ta hoàn toàn, nó mịn hoàn toàn luôn, nó sánh mịn, rất là sánh mịn ạ. Còn chế độ cuối cùng là chế độ batch pin, là chế độ dùng cho sữa hạt rang. Đấy, chế độ batch pin đấy là dùng cho cái loại hạt rang, hạt đã rang rồi, cũng là nằm trong chế độ sữa thơm. Đấy là chúng ta dùng những hạt đã rang rồi, như hạt đậu, hạt lạc chúng ta rang rồi, chúng ta bỏ vào đây thì cũng làm nó sẽ rất là thơm. Đấy, vâng. Ok. Thì ở máy chúng ta thì sẽ có công suất là 400W, công suất xay là 400W và công suất nấu là 1000W. Và dung tích thì tùy thuộc vào các chế độ thì chúng ta sẽ có dung tích nấu từ 300ml đến 1200ml. Đấy, và chúng ta có 9 chương trình tự động. Và những cái điểm nổi bật của máy sữa hạt Kuchen thì máy thì nấu chín thực phẩm bằng hơi nước. Vâng, thường thường các loại máy trên thị trường thì sẽ nấu chín thực phẩm bằng loại dây may so và nhiệt, nhưng đây thì máy sẽ nấu bằng hơi nước nóng để đảm bảo nguyên chất cho cái sản phẩm của mình, nguyên chất nhất có thể ạ. Thứ hai thì máy, điểm nhấn thứ hai của máy là chế độ tự động vệ sinh. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta máy sẽ tự động đi vào chế độ vệ sinh. Chúng ta lưu ý khi mà nếu mà chúng ta muốn làm hai mẻ một lúc ấy, có một số rất nhiều anh chị là có thắc mắc là nếu mà chị có thể muốn làm hai mẻ một lúc thì có được không em? Ok, rất được, rất hoàn toàn có thể được các anh chị nhé. Nếu máy làm xong, làm mẻ đầu tiên xong này, thì chúng ta cho máy nhấn vào nút start giúp em nhé. Khi mà máy chuẩn bị chuyển sang chế độ vệ sinh thì chúng ta nhấn nút start giúp em để hủy chế độ vệ sinh đi, và chúng ta nhấn tiếp nút select. Đấy, nút select là nút ngoài cùng ở phía bên trái. Đấy, và nhấn nút select để chọn tiếp chương trình thì máy sẽ tiếp tục làm một mẻ khác.
chúng ta lưu ý thì chúng ta nên làm từ 2 đến 3 mẻ để rồi chúng ta bật chế độ vệ sinh máy một lần nha anh chị nhé. Ok, thì máy sữa hạt Fujian thì anh Nam Trung thì bây giờ thì em sẽ thử làm một mẻ sữa hạt, thử làm một mẻ sữa hạt để cho anh chị có thể hình dung ra được cái hoạt động của cái máy sữa hạt này các anh chị nhé. Anh Nam Trung, mình có thể cầm cái máy lên mình quay cái bảng điều khiển cũng như là mình quay xung quanh máy cho các anh chị mình xem rõ hơn được không? Các anh chị mình chú ý nghe phần hướng dẫn sử dụng này các anh chị. Bây giờ anh Ngọc Anh sẽ làm sữa và mình sẽ giới thiệu từng cái chức năng cụ thể lại cho các anh chị mình hình dung rõ hơn nhé. Mình quay cái sau đi các anh Trung ơi. Bật mic. Anh chị thấy rõ không ạ? Rõ anh Trung. Okay. Rõ đây anh là hạt điều. Hạt điều và đây là hạt ốc chó. Chúng ta lưu ý với chế độ sữa hạt. Anh ơi. Anh Trung ơi tắt cam rồi. Đừng cho anh Tấn Hòa. Rồi, ok. Ok, chúng ta làm chế độ sữa hạt dry pin ấy, thì chúng ta nên lưu ý là với mỗi 600ml thì chúng ta sẽ bỏ đầy một cốc này. Đấy, với mỗi 600ml. Anh Ngọc Anh ơi, chị Hương nói anh hướng dẫn cụ thể và chậm tí cho chị ghi lại. Ơi sao anh Tấn Hòa ơi? Anh Tấn Hòa ơi. Chị Hương nói anh hướng dẫn chậm cho chị ghi lại. Ok. Đầu tiên này, em sẽ hướng dẫn cho các anh chị từ đầu đến cuối, từ A đến Z. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy nước vào này. Lấy nước giúp em ở khoảng từ 900 đến 1200 nhé. Đấy, khoảng 900-1200 ra bỏ vào đây. Được chưa? Tiếp theo ấy, thì chúng ta cái cốc này, chúng ta nhớ bỏ cái nắp này vào nhé. Chúng ta nhớ bỏ cái nắp đen này vào này. Đấy. Và nhớ bỏ cái thay hướng nước vào này. Bỏ vào bên trong đây giúp em nhé. Được chưa? Ok. Về phần sữa hạt ấy, thì chúng ta với mỗi 600ml, áp dụng với sữa hạt thì mỗi 600ml thì chúng ta sẽ dùng một cốc này. Đây là một cái định lượng chung. Thì hôm nay em sẽ mix giữa loại hạt điều và hạt ốc chó. Ok. Ra dùng một cốc này nhá. Đây, chúng ta bỏ vào trong máy, trong lòng máy. Chúng ta chỉ cần bỏ hạt vào thôi, chúng ta không cần phải làm gì cả. Và lưu ý giúp em đây cái nút màu trắng này, chúng ta bỏ đúng chiều nhá, xoay vào cái phần ổ khóa này, vặn giúp em vào phần khóa nhá. Đấy, nếu mà mình vặn ngược cái này này, máy sẽ báo lỗi E03. Đấy, nếu mà mình vặn ngược cái này thì máy sẽ báo lỗi E03. Nên là chúng ta vặn vào đây giúp em nhé. Đây, vặn ổ khóa này. Tiếp theo chúng ta nhấn nút Start và Cancel. Đây, anh xoay vào đây giúp em. Đây, chúng ta nhấn nút Start này. Ở trên màn hình thì chúng ta sẽ chọn Select. Đây, chế độ Dry Bin nó nhảy. Anh chị thấy chưa? Anh Ngọc Anh ơi, anh có thể hướng dẫn cho mọi người cái lỗi E01 luôn nhé. À đây, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái lỗi E01 nhé. E01 đấy, lỗi E01. Đầu tiên là mình chưa, khi máy mà làm gần xong ấy, máy làm gần xong và máy chuẩn bị xả sữa hạt xuống, nhưng chúng ta lại lôi mất cái cốc này ra này. Đấy, chúng ta lấy mất cái cốc này ra thì máy sẽ không, cái cảm biến ở dưới đây sẽ nhận biết là không có gì để xả xuống cả, để đựng cái sữa hạt của chúng ta. Nên là máy sẽ báo lỗi E01. Đấy là lỗi đầu tiên của E01. Tiếp theo, lỗi thứ hai của E01. Đấy là chúng ta, máy đã xả xong nước xuống đây rồi. Xả xong cái sản phẩm của chúng anh ta xuống đây rồi. Dạ. Anh nhờ ai cầm điện thoại, tại vì anh lắc quá trong mặt ấy. Anh nhờ ok, ai cầm... ok. Đây, khi mà thứ hai ấy, và chúng ta
Khi mà máy đã làm xong và xả cái nguyên liệu xuống đây rồi, nhưng mà mình không lấy cái cốc này ra để cho máy thực hiện chế độ vệ sinh. Máy sau khi xả sẽ thực hiện chế độ tự vệ sinh. Đấy, và chúng ta nếu mà không lấy cái cốc này ra thì máy cũng báo lỗi E01. Nên là chúng ta lưu ý đầu tiên này, khi mà sản phẩm đang còn ở trên đây, khi mà thành phẩm đang còn ở trên đây thì chúng ta không lấy cốc này ra. Và tiếp theo, nếu mà máy đã xả hết cái thành phẩm của chúng ta xuống đây rồi thì chúng ta lấy cái cốc này ra để cho máy thực hiện chế độ vệ sinh và xả nước xuống ở phía dưới đây giúp em nhé. Đấy, đấy là lỗi E01 ạ. À, với lại một lưu ý cái nữa là khi mà các anh chị mình chọn chế độ xong rồi á, mà mình không có đặt cái nắp màu đen của cốc á anh chị, là nó vẫn báo lỗi E01 với các anh chị. Đúng, cái nắp màu đen này anh chị này, đấy, mình nhớ giúp em này, cái nắp màu đen này nó có cảm biến ở phía dưới, nếu mà mình không đặt vào, mình bỏ cái cốc này vào không này, máy sẽ báo lỗi E01 các anh chị nhé. Nhớ giúp em là bỏ cái nắp này vào này, nắp màu đen này vào, bỏ vào đây giúp em ạ. Ok. À, anh Ngọc Anh quay dùm hai bên hông á, một cái bên bản công thức đây, bản lỗi thường gặp á. Đây ạ, đây các anh chị nhé, chúng ta có một số cái lỗi phổ biến của máy đây ạ, nó dán ở bên hông này luôn. Đây, bên hông phía bên này là phía bên phải là dán các lỗi E01 này, E02, E03 này, đến E09. Đấy. Còn ở phía bên này ấy, thì chúng ta có các cái công thức cơ bản dành cho sữa hạt. Đấy, và đã dán ở trên đây rồi. Đấy, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 công thức cơ bản dành cho máy sữa hạt thì đã dán ở trên đây rồi. Anh chị nhé. Ok, tiếp, bây giờ tiếp nhà theo. Tiếp theo thì như em đã làm giống lúc nãy thì chúng ta bật nút start này, chúng ta nhấn chọn select, thì chúng ta nhấn nút select thì nó sẽ hơi chói. Anh Trần Hòa có thấy rõ không? À, rõ rõ anh cứ okay, anh cứ đây. Anh đấy tiếp tục là đến shock bin. Shock bin là chế độ hạt ngâm, chúng ta cứ nhấn nút select liên tục là nó sẽ nhảy chế độ, nó nháy đến chế độ nào thì chế độ đấy là chúng ta đang chọn chế độ đấy. Grain là ngũ cốc. Đấy, rye pest là sữa gạo. Đây ạ. Đấy, nó nháy đến đâu thì chúng ta biết là nó đang chọn chế độ đấy. Và mỗi chế độ sẽ có một mức nước khác nhau. Đấy, có một mức nước khác nhau đây. Giống như thể là chế độ rye pest sẽ là mức nước 600. Thì chúng ta tùy chế độ thì có chế độ sẽ cho chúng ta thay đổi mức nước, và có chế độ không cho chúng ta thay đổi là nó mặc định. Ví dụ chế độ coffee này, chế độ coffee thì cái nút capital này nó không hiện lên, cái nút này là cái nút điều chỉnh mức nước anh chị nhá. Ở những chế độ mà không hiện cái này lên thì chứng tỏ là chế độ đấy là mặc định. Ví dụ pha cà phê là mặc định là 300 ml đó. Đấy, giống như chế độ milkshake này thì cũng không có cái nút chọn nước đấy. Và chúng ta tương tự về chế độ sinh tố, chế độ nấu súp cá. Đấy, Fragrant Bill là chế độ sữa thơm. Đấy, chúng ta trở về với chế độ Rye Bean. Vì hôm nay chúng ta là làm về sữa hạt khô. Tiếp theo, cái nút Capacity này là nút chọn và mức nước. Thì chúng ta tùy thuộc, chúng ta có thể chọn lên 900 này, hoặc 1200 này, hoặc là 300 này. Đấy, hôm nay em sẽ làm 600 ml. Đấy, còn preset này chúng ta hẹn giờ nhé. Chúng ta hẹn giờ, chúng ta hẹn khoảng từ 3 đến 4 giờ để chúng ta ngâm hạt. Rồi sau 3-4 tiếng thì máy sẽ tự động khởi động và làm sữa hạt. Máy này mình hẹn giờ tối đa đến 24 tiếng anh chị. Ví dụ tối 9 giờ mình đi ngủ, mình bỏ vô đội đó, xong mình hẹn đến 6 giờ sáng mai nó tự làm cho mình sáng dậy mình. Xong khi mình chọn xong thì mình chọn nhấn nút start giúp em nhé. Rồi. Đây là máy sẽ, anh chị có thấy không ạ? Đây, hơi chói ạ. Đây. 17 phút máy sẽ bơm nước vào này. Nó sẽ bơm nước vào đấy ạ. Đó. Máy này là chế độ này thì mặc định là 17 phút. Rồi, ok, trong khi chờ đợi máy sữa hạt làm thì các anh chị nào mình có câu hỏi thì mình cứ gửi vô khung chat thì anh Nam Trung và anh Ngọc Anh sẽ giải đáp cho các anh chị mình nhé. À, nấu cháo thì sao anh Ngọc Anh ạ? À? Nấu cháo thì mình sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng chế độ súp nhé. Ok các anh chị nhé. Bây giờ các anh chị mình sử dụng lấy chế độ súp. Mình ghi lại nhé. Cái anh Ngọc Anh sẽ nói là 8 chế độ cho các anh chị. Mình bắt đầu mình ghi từng chế độ các anh chị nhé. Các anh chị ghi giúp em nhé.
Đầu tiên là chế độ sữa hạt này. Ở chế độ đầu tiên đó, dry bean, là chế độ sữa hạt khô. Tiếp theo là chế độ soft bean. Soft bean là chế độ hạt ngâm, dành cho hạt đã ngâm rồi, đậu các kiểu chúng ta ngâm. Đấy. Tiếp theo là chế độ grain, là chế độ sữa ngũ cốc, là chúng ta mix các loại hạt với nhau, nhiều loại hạt với nhau, 3-4 loại hạt thì chúng ta sẽ sử dụng chế độ ngũ cốc grain. Tiếp theo là chế độ rye paste, là chế độ sữa gạo, thì mình có thể dùng cho các loại gạo lứt này. Đấy, mình sử dụng chế độ rye paste. Tiếp theo nữa là chế độ coffee, là chế độ pha cà phê. Chúng ta bỏ cà phê vào, máy sẽ tự xay cà phê. Và đấy là chế độ coffee. Và mức nước mặc định là 300ml. Tiếp theo milkshake là chế độ sữa lắc. Chế độ sữa lắc thì máy sẽ không bơm nước vào và máy sẽ không nấu, thì mình sẽ bỏ nguyên liệu vào này, mình bỏ sữa vào này. Đấy, ồ sữa tươi này và hoa quả hoặc là khoai tím, khoai lang này, mình sẽ bỏ sữa vào này, máy sẽ lắc đều đi này. Đấy, nhưng mà máy liệu chắc anh chị lưu ý là chế độ này sẽ không bơm nước và không nấu nhé. Còn tiếp theo là chế độ juice, là chế độ sinh tố. Chế độ sinh tố thì là muốn làm sinh tố hoa quả này thì chúng ta chọn chế độ này, nhưng mà các anh chị lưu ý giúp em này, chế độ này là chế độ có bơm nước, máy sẽ bơm nước vào. Đấy, nên là các anh chị lưu ý, nếu mà mình dùng cho các loại mình không muốn cái nguyên liệu cái sản phẩm của mình nó có nước và có nước thêm vào ấy, thì mình sẽ chọn chế độ sữa lắc giúp em nhé. Đấy, còn nếu mà không, ví dụ như những loại quả mà chúng ta cần thêm nước vào, xoài các kiểu hay chuối, thì chúng ta sẽ dùng chế độ sinh tố. Đấy, tiếp theo là chế độ súp cá, fish soup. Đấy, thì về chế độ súp cá thì chúng ta nên nấu cháo, chúng ta có thể nấu bằng chế độ này để nấu súp ấy. Đấy, nhưng mà trước khi nấu thì chúng ta nên là sơ chế qua nguyên liệu, như thể cá thì chúng ta nên nấu qua một chút này, hoặc là thịt này chúng ta nên đảo qua một chút để cho nó bớt cái mùi đấy, và chúng ta bỏ vào, hoặc là thịt băm nhỏ chúng ta cũng nên đảo qua một chút, chúng ta bỏ vào. Và chế độ cuối cùng là chế độ sữa thơm. Sữa thơm thì có gồm hai loại là fragrant milk. Đấy, fragrant milk là chế độ sữa dành cho máy sẽ dùng cái nhiệt độ thấp hơn của chế độ ribin, nhiệt độ thấp để nấu sữa, để giữ nguyên cái để giữ nguyên cái hương vị của cái sữa hạt đấy. Đấy, nên là chúng ta chọn chế độ fragrant milk dành cho đa số thì các anh chị thì sử dụng để cho các loại hạt hạt xay rồi, có thể là hạt đậu xay các kiểu, thì mình bỏ vào và máy sẽ nấu ở nhiệt độ thấp hơn, thì dự từ đó chúng ta giữ nguyên được cái hương vị của sản phẩm. Còn cuối cùng là baked bean, là dùng cho các loại hạt rang. Đấy, chúng ta có thể rang hạt lạc này, rang hạt điều này, rang thơm lên, và chúng ta chọn chế độ baked bean để làm sữa thơm các anh chị nhé. Đấy là 8 cái chế độ của máy sữa hạt. Ngoài ra thì chế độ cuối cùng là chế độ clean and dry, là chế độ rửa tự động vệ sinh và chế độ sấy anh chị nhé. Bình nhấn nó sẽ có 3 cái chế độ lựa chọn, là 3 phút, 8 phút và 10 phút. Đấy, cho các anh chị lựa chọn đấy, thời gian máy vệ sinh. Và đây là máy đang làm sữa, là còn 13 phút nữa các anh chị nhé. Các anh chị chờ đợi cái sản phẩm của em nhé. Trong lúc chờ đợi thì các anh chị có câu hỏi nào nữa, các anh chị có thể điền lên trong chat để cho em có thể hỗ trợ về các sản phẩm của Kuchen nói chung đi ạ, để em có thể hỗ trợ cho mình ạ. Chị anh Hùng Vinh là hỏi máy mình có trả góp hay không ạ. Anh ơi, máy có trả góp anh nhé, thì bên em trả góp qua thẻ tín dụng ạ. Mình trả góp thì mình giúp em liên hệ tổng đài 19008071, anh bấm số 3 giúp em nhé, để được các bạn bên phía trả góp tư vấn cụ thể hơn cho mình ạ. Tất cả sản phẩm, tất cả những cái đơn hàng của Kuchen trên 3 triệu là mình được trả góp nha các chị. Ví dụ mình mua 2 sản phẩm mà trên 3 triệu là mình sẽ được trả góp ạ. Máy bảo hành là 24 tháng các chị, là 2 năm á. 10 năm là máy ép chậm nha các anh chị. Máy bảo hành 2 năm ơi. Mini game em có gửi trong trung chat đó các anh chị, mình điền vô nhé. Mình điền vô nhé. Mua máy về vệ sinh lần đầu như thế nào?
Anh cảm ơn, có thể hỗ trợ không? Các anh chị mình mua máy về xong rồi mình chỉ cần chăm khay nước vô, xong mình chọn chế độ vệ sinh, các anh chị cái nút cái hàng dưới cùng, mà cái hàng cái thứ năm các anh chị, từ cái nút đầu tiên phía bên phải là cái chế độ vệ sinh đó, mình ấn như đó thì mình chọn vệ sinh nha. Mình có sách hướng dẫn, mình đề nghị PDP của trên team dòng tiếng Việt, máy này thì nhà sản xuất thì mình đưa ra như vậy các anh chị, để mình có thể phù hợp cho nhiều nơi các anh chị. Thì cái mà tiếng Việt á, thì mình có video hướng dẫn sử dụng cụ thể và sách hướng dẫn sử dụng, các anh chị mình có thể tham khảo thêm nhé. Bảo hành ở đâu ạ? Các anh chị, bảo hành thì hiện tại là mình sẽ có 3 trung tâm bảo hành chính các anh chị, một là ở Hà Nội, hai là ở Nghệ An, ba là Hồ Chí Minh các anh chị. Thì các anh chị mình tham gia vô các group của Cochen á, thì mình sẽ có cái hình ảnh các cái kho của Cochen á, sẽ hỗ trợ bảo hành cho các anh chị mình nha. Mình xài được nhiều loại hạt nha anh chị. Máy này mình có thể xay rất là nhiều loại hạt và mix chung á, thì nếu mà mình chị mix chung nhiều loại hạt thì chị chọn cho em chế độ là ngũ cốc nha nha, chị, anh Lĩnh, anh Phạm Lĩnh nè. Dạ, số trả góp là 1900 8071 nhánh thứ ba nha, chị Ly ạ. À, các anh chị mình muốn mua trả góp á, thì các anh chị mình lên đơn xong chị ghi chú vào trả góp, xong các anh chị mình gọi 1900 8071 xong mình bấm phím số 3, thì sẽ có các bạn bên tư vấn hỗ trợ cho cái mình, bên mình về trả góp nha các anh chị. Khi mình sử dụng đặt qua một lần là mình biết nha các anh chị nha. Thì máy sửa hạt bên Cochen là bán rất là nhiều, mấy ngàn cái này, cho nên là mình không có sợ là mình không biết sử dụng đâu các anh chị. Mình chỉ cần xem một lần là mình đã biết sử dụng rồi. Máy sửa hạt của mình rất là đơn giản, dễ sử dụng các anh chị. Mình rất là yên tâm khi mình sử dụng, thì mình hiểu rồi mình mới tự tin mình tư vấn cho khách hàng nha. Mình trả góp qua thẻ tín dụng nha, chị Ly ạ. Quý vị anh chị đại lý đang cần giải đáp một số cái thắc mắc khác về cái máy sửa hạt. Thì bên em đang tiếp tục bổ sung thêm một cái máy nữa. Máy này thì mình đang chạy anh chị nhé. Để ra cái thành phẩm cho mình. Đây là một cái máy mới trưng bày ở trên gian hàng, thì chúng ta có thể là tìm hiểu về những cái chức năng. Đấy thì em sẽ thấy có nhiều cái câu hỏi. Okay, máy có thể xay rau được không ạ? Anh Ngọc có thể hướng dẫn cái chỗ mà mình mua máy về lần đầu tiên thì mình chọn chế độ vệ sinh ở đâu á, thì nhờ anh Ngọc Anh hướng dẫn luôn nha. Dạ, vâng. Hiện tại bây giờ thì Nam Trung đã vừa giành mic của Ngọc Anh xong ạ. Rồi, ok, vâng. Em mời anh chụp ạ. Vâng, thì cái máy của chúng ta, đây mọi người có thể thấy đây là một cái máy mới của chúng ta. Chúng ta khi mua về thì chúng ta có tất cả những chương trình như chúng ta, anh Ngọc Anh vừa giải đáp với quý vị anh chị đại lý là ở đây ạ. Thì chúng ta có một bình nước với dung tích là 1,5 lít. Thì cái mức nước tối thiểu, mọi người có thể thấy đầu ngón tay của em, mức nước tối thiểu ở chỗ cleaning level đây là, tức là cái mức nước tối thiểu để chúng ta có thể đảm bảo được một cái chương trình vệ sinh anh chị nhé. Để đảm bảo được một chương trình vệ sinh thì ít nhất chúng ta phải có cái lượng nước như thế này. Khi chúng ta làm 300ml thì chúng ta 300ml thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái vạch này, 600 thì ở vạch này, 900, 1,2 lít. Đấy, thì để diễn ra một cái chương trình vệ sinh được diễn ra thì chúng ta cần cái mực nước ở đây. Và chúng ta sẽ chọn chương trình lên thì nó sẽ diễn ra trong vòng 3 phút, sau đây chúng ta ấn start ạ. Hiện tại bây giờ thì do nước không có cho nên máy sẽ báo là 03. Đây là một cái máy mới, chúng ta đang không có nước cho nên máy sẽ báo 03. Còn ở cái một cái máy bình thường khi chúng ta về chúng ta sẽ đổ đầy nước trước anh chị nhé.
sản phẩm của Qchain thì có thêm nhiều những cái tính năng, những cái tính năng cơ bản là chúng ta có một cái chức năng, rất nhiều chức năng, có đầy đủ các cái chức năng để mà vận hành một cái máy. Chúng ta có thêm chương trình tự động vệ sinh, bởi vì là sau một quá trình sử dụng một cái những cái loại máy bình thông thường trên thị trường thì chúng ta không có chế độ tự vệ sinh ạ, và sẽ rất vất vả để vệ sinh một cái máy, thì nó cũng không khác gì cái việc là chúng ta nấu thủ công hết. Chế độ tự vệ sinh gần như là hỗ trợ chúng ta hoàn toàn về cái việc vệ sinh máy, và chúng ta chỉ cần vệ sinh khi mà máy của chúng ta mắc những cái hạt mà gọi là nó hơi đặc thù một chút thì chúng ta phải vệ sinh lâu lắm, chúng ta phải vệ sinh một lần. Mỗi lần vừa xay vừa nấu thì nó sẽ tùy thuộc vào cái chương trình mình chọn chị nhé. Máy không thể xay rau được ạ. Chị Phạm Dung có câu hỏi là cái khâu bảo hành khó khăn khi dùng những sản phẩm to như máy bếp từ, máy rửa chén. Thì những cái dòng bếp từ của Qchain thì chúng ta thấy là rất khó vận chuyển, và khi vận chuyển chúng ta có những cái rủi ro nhất định, đấy là sẽ rơi vỡ, sẽ có những cái sự việc là rơi vỡ. Thì Qchain có hỗ trợ cái phần bảo hành về những sản phẩm lớn, đấy là chúng ta sẽ có kỹ thuật viên đến tận nhà để giải quyết những cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải ạ. Cái việc khách hàng cần phải làm duy nhất là khi chúng ta gặp những cái lỗi thì chúng ta chỉ cần cung cấp cho Qchain một đoạn video về những cái sản phẩm mà chúng ta đang gặp lỗi đó, và Qchain sẽ để nắm bắt được cái vấn đề mình gặp phải một cách chính xác nhất, sau đó Qchain sẽ cử người, cử cộng tác viên hoặc là cử kỹ thuật viên tại cái khu vực đấy đến để hỗ trợ quý vị anh chị đại lý trong thời gian sớm nhất. Thông thường thì không quá một ngày thì chúng ta đã có kỹ thuật viên đến rồi ạ. Ngoài ra thì còn tùy thuộc vào cái việc là kỹ thuật viên và gia đình bên phía nhà chúng ta, là khách hàng chúng ta là hẹn với nhau, thì có thể là xảy ra những cái việc là nó chậm trễ. Còn ngoài ra thì khi khách hàng yêu cầu đến trong thời gian ngắn nhất thì chỉ trong một ngày là Qchain đã có người đến hỗ trợ trực tiếp cho quý vị anh chị đại lý rồi ạ. Mỗi lần nấu tối đa là 1,2 ml các anh chị, 1.2 lít các anh chị nhé. Số phút là 300 ml, 300 ml là mình sẽ là 14 phút, 600 ml là 17 phút, 900 là 21 giờ, 1 ngày 2 là 24 phút các anh chị. Như chúng quý vị anh chị đã thấy là chúng ta còn 4 phút thôi ạ. Ở Đà Nẵng bên em có cộng tác viên các anh chị nhé. Biết các anh chị nào mình còn câu hỏi nào nữa không ạ? Em có gửi những cái nhóm hỗ trợ của Qchain, các anh chị mình người mới ha, các anh chị nào mà hoặc là mình chưa tham gia thì mình có thể tham gia vào để mình lấy hình ảnh này, mình lấy hoặc là mình đặt câu hỏi để mà bên em hỗ trợ, hoặc là mình có thể xem lại những cái video đào tạo nè, mình có những cái nhóm bài đăng hình ảnh content các anh chị để mình có thể tham gia vào, mình lấy mình content hàng ngày á, hình ảnh video content hàng ngày, thì bên em đều có bộ phận marketing hỗ trợ cho các anh chị mình những cái hình ảnh để mình chi tiết để mình đăng bài á. Đó, rất là tiện lợi khi mình kinh doanh cùng với là hàng Qchain các anh chị. Giờ bên em có số hotline cho các anh chị, mình có thể lưu về máy để mình khi nào mình cần hỗ trợ thì mình gọi liền luôn, mình không cần phải tìm á. Các anh chị mình lưu lại số hotline của Qchain bên em 1900 8071 các anh chị. Quý vị anh chị đại lý còn có câu hỏi nào nữa về tất cả mọi sản phẩm nhé, mình cứ đặt câu hỏi để Qchain có thể giải đáp cho quý vị anh chị đại lý trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta còn vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ có cái thành phẩm ngày hôm nay rồi. Thì trong thời gian này chung mà chị Hoàng Anh có câu hỏi là em sử dụng nhưng sữa bị trào á, vậy mình hướng dẫn cách em mở vệ sinh. Tức là mình sẽ bị ý chị là mình sẽ bị bẩn cái phần khu vực này đúng không ạ? Đúng rồi nè. Ngọc Anh em có thể hỗ trợ anh được không? Chị mình có thể là mình nhắc cái máy luôn á. Trên cái máy mình có hai cái quai cầm á chị, mình có thể nhắc cái đó lên á thì mình có thể đó mình có thể vệ sinh được như các chị. Giờ mình có là mình vệ sinh thì mình chỉ vệ sinh thôi chứ mình không gỡ ra nữa nha. Khi mà các chị mình gỡ ra nữa thì nó rất là khó dặn lại các chị. Thì mình chỉ gỡ tới đây thôi nha. Chúng ta có một cái bộ ron ở cái khu vực này, Qchain khẳng định là cái khu vực này có thể tháo ra được, nhưng mà chỉ kỹ thuật viên
chỉ kỹ thuật viên của Putin mới có thể thực hiện cái động tác này được thôi. Và chúng tôi khuyến cáo quý vị anh chị đại lý là không nên tự ý mở cái khu vực này, bởi vì là nó rất là khó lắp lại ạ. Cái bộ ron này nếu lắp không chuẩn nó rất khó lắp lại. À, vừa rồi thì chúng ta có một cái chu trình vừa chạy xong, chúng ta còn 1 phút để hoàn thành và bắt đầu bước tới cái chu trình là tự vệ sinh. À, chúng ta sẽ qua cùng quan sát xem là cái tự vệ sinh của cái máy Putin nó sẽ có cái hiệu quả nó như thế nào ạ. Rồi, ok, đã về xong. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem cái thành phẩm của chúng ta. Công suất máy có thể là sai liên tục trong thời gian bao lâu ạ, anh Trung ạ? Nước đang được bơm vào anh chị đại lý nhé. À, chúng ta có một ký hiệu hiện lên ở đây là ký hiệu báo là máy đã bắt đầu vào cái chu trình tự vệ sinh ạ. Anh có thể đặt một cái cốc sữa lên cho mọi người biết là cái lỗi E01 là nếu mình chưa nhấc cốc ra. À, ví dụ như trong quá trình, đây là một cái lỗi rất là hay gặp của quý vị anh chị đại lý khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Thì khi mà chúng ta hoạt động xong, chúng ta đã có cái thành phẩm của chúng ta ở đây rồi và chúng ta không lấy cái thành phẩm của chúng ta ra và chúng ta vẫn để nguyên như thế. Thì lúc mà cái lượng nước xả ở trên cái phần cối này muốn xả xuống phía dưới thì sẽ có một cái nắp ở đây báo cảnh báo rằng là cái cối cái... À, anh trong em tắt cam rồi à. Không à, à, anh có một cái cuộc gọi à, thì cái nắp cảm biến này sẽ báo cho chúng ta là có một cái cối được cốc sữa đang nằm ở phía dưới này, vì vậy nước nó sẽ không xả xuống. Bây giờ chúng ta sẽ cất ra nhé, thì cái lỗi E01 nó sẽ tắt mất và cái lượng nước bắt đầu xả xuống. Đây, nếu như chúng ta không có cái cảnh báo đó thì hoàn toàn là cái lượng nước thải này đã đổ trực tiếp vào trong cái cối cốc thủy tinh đựng cái thành phẩm của chúng ta. Và chúng ta vừa mất 17 phút để làm ra cái cốc này. Mọi người thấy máy rất là thông minh các anh chị, khi mà chúng ta chưa nhắc cái sữa thành phẩm của mình ra thì máy nó sẽ không có xả cái nước vệ sinh xuống, cho nên là rất là an toàn khi mà các anh chị mình sáng á. Thì mình có thể là hẹn giờ đến sáng 6 giờ sửa làm đi. Khi mình ngủ dậy thì mình chỉ cần nhấc cái cốc ra thì bắt đầu máy nó tự vệ sinh, chứ mình không có lo là máy sẽ xả cái nước vệ sinh xuống cái sửa của mình. Đó, máy rất là thông minh các anh chị. Ở ngay bên sườn máy chúng ta hoàn toàn có một cái bảng mã lỗi, những cái lỗi thường hay gặp phải khi quá trong quá trình chúng ta sử dụng, bởi vì chúng ta là nhầm lẫn trong cái việc sử dụng thì những cái mã lỗi thường gặp nó đều báo ở đây ạ. Và mình hoàn toàn có thể là tìm hiểu và cũng như là thông qua những cái cách này mà chúng ta có thể khắc phục được những cái lỗi này để quý vị anh chị đại lý cũng như là khách hàng của chúng ta đảm bảo được cái việc sử dụng cái máy trơn tru. Ok, cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Anh Trung có thể cho mọi người biết là cái chương trình khuyến mãi hiện tại của mình và mình có thể share cho mọi người xem cái bếp đơn của mình không anh Trung? Alo, anh Trung tắt mic rồi. Em đang Tuấn Hòa vừa muốn share cái hình ảnh của cái bếp từ đơn vào tối ngày hôm nay cho quý vị anh chị đại lý cùng xem đúng không Tuấn Hòa? Rồi, dạ. Có thể giới thiệu sơ qua một chút cái ưu điểm của bếp từ của mình, có thể xem cái bếp của mình rất là đẹp như thế nào nhé. Ngọc Anh lấy giúp anh cái bếp từ đơn nhé. Anh Trung mà có thể giới thiệu sơ hướng dẫn sử dụng giúp cho mọi người được không? Cái bếp từ đơn này nè, rất là tiện lợi á. Xin lỗi quý vị anh chị đại lý, bởi vì là cái sản phẩm của chúng ta hiện tại đang có một cái lượng ánh sáng từ trên xuống cho nên chúng ta sẽ bị chói. Thì chúng ta có rất là nhiều chức năng để phù hợp với quá trình chúng ta sử dụng. Chúng ta có hot pot là nấu lẩu, chúng ta có fry, có nấu nước, nấu súp và nấu dành những cái món hầm lửa nhỏ. Đấy, thì những cái chức năng này chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được bằng cái bộ bàn phím chức năng này. Ngoài ra chúng ta có thể là tăng giảm tùy chỉnh được bởi cái nút cộng trừ này. Đấy, và cái nút time này, nút hẹn giờ để chúng ta đảm bảo được là khi chúng ta nấu những cái thực phẩm mà chúng ta cần cần cái thời gian mà bị
phải trực để nó cho nó không bị cháy, thì chúng ta hoàn toàn có thể căn cái thời gian chúng ta hẹn giờ. Cái bếp từ của Kuchen thì có công suất là 1500W, kích thước thì chúng ta có là kích thước là 290 x 370 mm, sản xuất tại Trung Quốc và được bảo hành 12 tháng ạ. Anh Trung à, có chị Giang hỏi là bếp từ của mình có cán nồi không ạ? Bếp từ của Kuchen thì có những cái xuất xứ là Malaysia, có Italia và có Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nếu để nói kén nồi thì bếp từ của Kuchen không kén nồi. Tất cả chúng ta khi chúng ta sử dụng cái nồi từ thì chúng ta hoàn toàn sẽ không bị kén nồi. Tuy nhiên để sử dụng một cách hiệu quả thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái kích cỡ của mâm từ phù hợp với cái đáy nồi để cái phần bếp từ của chúng ta đạt cái hiệu quả cao nhất. Một số cái nhầm lẫn khi sử dụng cái bếp từ của chúng ta, chúng ta có thể di chuyển sang cái phần gian bếp từ của chúng ta. Như quý vị anh chị đại lý thấy ở đây là một cái dòng sản phẩm là bếp từ Đức. Còn chúng ta có hai ngăn từ, chúng ta có một ngăn hồng ngoại. Thì cái hai cái ngăn từ của chúng ta như chúng ta thấy có hai kích cỡ khác nhau. Thì cái ngăn từ lớn này, khi mà quý vị anh chị đại lý có một những cái chương trình khuyến mãi là được tặng cái bộ nồi ba nồi của Italia, thì chúng ta thường gặp cái vấn đề là dùng cái nồi nhỏ chúng ta bỏ vào đây và chúng ta sẽ bị báo là lỗi F0 hay là cái lỗi mà không tiếp nhận từ. Thì đây thực ra là không phải là một cái lỗi của sản phẩm, mà đây là cái tùy chọn của cái dòng sản phẩm này. Thì để tương thích thì chúng ta sẽ sử dụng cái đế từ nhỏ này phù hợp với những cái loại nồi nhỏ hơn. Với bộ nồi ba đấy chúng ta sẽ chia ra làm hai loại, đấy là hai cái nồi nhỏ chúng ta chia làm là hai cái nồi cỡ nhỏ và một cái nồi cỡ lớn. Cái nồi cỡ lớn sẽ phù hợp cho cái ngăn từ này hơn. Đấy, và hai cái nồi nhỏ chúng ta sẽ phù hợp cho cái ngăn từ nhỏ này hơn. Chúng ta sẽ đợi sau 2 phút nữa quý vị anh chị đại lý nhé. Sau khi máy chạy xong thì chúng ta sẽ trực tiếp kiểm tra ở phía trong cái khoang thủy tinh, cái cối thủy tinh của máy để kiểm tra xem là cái độ sạch của nó đến đâu, nó có được sạch, có hiệu quả như quý vị anh chị đại lý mong muốn hay là cách khách hàng kỳ vọng hay không. Những cái chương trình khuyến mãi của Kuchen thì chúng ta sẽ thấy có được một cái độ linh hoạt trong cái việc là chúng ta có cái khuyến mãi rồi, thì rất là một cái món hời đối với khách hàng của chúng ta rồi. Tuy nhiên thì ngoài ra thì chúng ta còn có một cái điểm hay nữa là chúng ta hoàn toàn có thể là thay đổi cái khuyến mãi của chúng ta với những cái sản phẩm mà chúng ta cảm thấy là cần thiết hơn hay là khách hàng của chúng ta mong muốn nhận được cái sản phẩm đó hơn. Đây là đến cái chu trình sấy. Thì em đang nói đến tức là những cái quá trình mà chúng ta đổi hàng, chúng ta hoàn toàn có thể là linh động để có thể là đổi những cái món hàng mà chúng ta cần thiết hơn trong cuộc sống của chúng ta. Cái chu trình sấy diễn ra là để cho cái hơi nước nó sẽ bốc ra ngoài. Các anh chị nhìn thấy là khi mà máy vệ sinh thôi xong rồi rất là sạch nha các anh chị. Và cái việc của mình là mình chỉ uống sữa và mình đổ cái khay nước vệ sinh ở dưới thôi. Còn việc mà vệ sinh cối thì máy đã làm được rất là tiện lợi rồi. Còn không giống như là mình khi mà ngày xưa mình muốn nấu một cái cốc sữa mình uống á, thì đầu tiên mình phải mua đậu về nè, mình rửa sạch rồi mình phải ngâm nè, xong rồi mình cho vào, mình bắt đầu mình xay ra, rồi xong mình vắt lấy nước rồi mình nấu. Nói chung là rất là nhiều giai đoạn và rất là tốn công, tốn thời gian của mình. Còn khi mà các anh chị mình sử dụng máy xử hạt Kuchen á, thì mình chỉ cần mười mấy phút thôi, mình chỉ cần mua đậu về rửa sạch rồi mình bỏ vô, mình chọn chế độ rồi mình đi làm những cái việc khác, mà khi sửa cho nó xong rồi mình chỉ cần uống và mình thưởng thức và mình đổ khay nước vệ sinh thôi. Nó rất là tiện lợi, rất là nhanh. Thứ nhất là giải phóng cho mình sức lao động, thứ hai là cho mình một cái sữa đầy đủ chất dinh dưỡng hay rất là ngon, nó đã giữ được cái hương vị dinh dưỡng, đặc biệt là máy của Kuchen đó các anh chị, thì là nấu bằng chế độ hơi nước.
cho nên nó không có bị cháy khét và nó rất là giữ được cái nguồn dinh dưỡng của cái thực phẩm của mình. À, cái mức mực nước vệ sinh đó các anh chị, thì khi mình chăm nước vô thì nó sẽ có một cái mực nước để vệ sinh đó, cho nên là mình không có lo là mình bị hết nước như các anh chị, lúc nào nó cũng có mực nước chuẩn cho mình hết. Rồi đây là cái sữa đã thành phẩm tối nay các anh chị, đó sữa rất là sánh mịn, rất là ngon, rất là béo luôn, đầy đủ chất dinh dưỡng cho các chị mình. Mình có thể thay thế bữa ăn sáng nè, hoặc là mình có thể, nhiều anh chị mình giảm cân mình có thể thay thế những cái bữa ăn của mình. Đặc biệt bây giờ là mình bây giờ là chế độ mà người ta rất là thích ăn về những cái thực phẩm, chứ người ta sẽ giảm bớt lại thịt cá lại. Chúng ta có thể là thêm đường, sau khi chúng ta hoàn thành xong cái chương trình, quý vị anh chị đại lý nhé. Các anh chị mình có thể thêm đường, thêm sữa thì tùy ý, nhưng mà đặc biệt là những anh em của Trang với anh em uống rất là quen rồi thì không có cần bỏ sữa về đường hết trơn. Các chị uống nó rất là béo, rất là ngon, nhưng mà mình uống không có đường thì rất là tốt cho sức khỏe của mình đó các anh chị nhé. Rồi em xin cảm ơn anh Nam Trung và anh đã chia sẻ kiến thức của chương trình tối ngày hôm nay. Nam Trung và Hoàng Anh xin cảm ơn quý vị anh chị đại lý đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay, thì do một số cái sự cố về cái mic cho nên là cái buổi dung của chúng ta có thể là đã không được 100% như mong muốn. Rất mong quý vị anh chị đại lý luôn luôn ủng hộ để Nam Trung và Ngọc Anh sẽ có cải thiện những cái buổi dung trong những thời gian tiếp theo để chúng ta có một cái chất lượng cái buổi dung tốt đẹp tốt hơn. Và đồng thời thì khi mà chúng ta dung được ở cái gian hàng của Puchem thì chúng ta có thể làm những cái buổi dung, thì chúng ta hoàn toàn có thể là giải đáp tất cả những thắc mắc bất cứ một cái sản phẩm nào mà quý vị anh chị đại lý đang thắc mắc ạ. Thì chúng ta Nam Trung và Ngọc Anh hoàn toàn có thể là mang những sản phẩm đấy đến trong cái khung hình của chúng ta để là làm sao là quý... Có một chị là nhờ anh lấy cái khay nước vệ sinh đó ra cho mọi người cùng xem là nước vệ sinh, mình nhắc cái khay nước đó ra như thế nào đó. Ngọc Anh nhắc giúp anh cái khay nước lên để cho đại lý quý vị anh chị đại lý cái khay này đúng không ạ? Cái này thì đúng chúng rồi, ta cần nhất đúng rồi, cái khay vệ sinh chúng ta có thì một mình chúng ta có một lẫy lên nhỏ ở đây và chúng ta tương ứng với một cái, thì chúng ta chỉ có nhấc lên đơn giản đây, em sẽ làm với cái máy bên này ạ. Đây thì chúng ta có thể là cầm khi nước đầy chúng ta nhấc lên như thế này và kéo ra, nó rất là đơn giản đấy nhá, nhấc lên kéo ra. Còn chúng ta kéo thẳng ra như thế này thì nó không được, kéo thẳng ra như thế này thì chúng ta kéo cả máy đi luôn, chúng ta sẽ phải nhấc lên ạ. Đây thì cái nước của chúng ta sau cái khi mà hoàn thành chương trình, nước thải nó nằm ở đây và chúng ta mang đi đổ thôi. Đấy. Và rất là dễ vệ sinh cái phần đế này ạ. Ok các anh chị nhé, mình rất là dễ dàng vệ sinh các anh chị, mình chỉ cần đi đổ khay nước và mình vệ sinh cái đó thôi và mình thưởng thức sữa. Còn cái cối trên thì máy đã vệ sinh rồi. Đó. Cảm ơn tất cả anh chị ạ. Cái nước vệ sinh đó mình tự đi đổ nha chị. Và hiện tại là đang trên Lotte thì bên em công bố vệ sinh rồi cho các anh chị mình xem. Cái đó mình chỉ đi đổ cho mình rửa cái khay đó thôi là đã xong rồi. Cảm ơn anh và anh Nam Trung đã chia sẻ chương trình tối nay. Thì các anh chị mình có thể tham gia nhiều chương trình nữa để được giải đáp nhiều hơn. Các anh chị chuẩn bị những cái câu hỏi cũng như là những cái thắc mắc mình cần hỗ trợ các anh chị. Cảm ơn hai anh rất là nhiều ạ. Thì các anh chị mình có thể join vô những cái nhóm hỗ trợ của Chen để mà được tư vấn thêm, hoặc là mình có câu hỏi nào mình có thể đặt nha, đặt câu hỏi, hoặc là mình có thể là lấy những thông tin hình ảnh này kia các anh chị để mình trong quá trình mình đi kinh doanh nha. Em sẽ gửi lại cho các anh chị mình những cái nhóm hỗ trợ của Chen nhé, các chị mình join vào nhé. Có nhóm content đó, rất là hay luôn, rất là nhiều content, rất là nhiều video hình ảnh trong đó cho tất cả anh chị mình. Và máy sửa hạt thì bên em bán rất là nhiều rồi, cho nên các anh chị mình cứ tự tin mình đi kinh doanh và mình phải hiểu sản phẩm và mình yêu sản phẩm thì mình mới chia sẻ được khách hàng. Rồi tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với lại phần cái chương trình khuyến mãi hiện tại của mùa tốc chiến này. Thì của Chen đang có những cái chương trình nào để hỗ trợ cho tất cả anh chị mình á, thì em sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị mình những cái chương trình khuyến mãi hiện tại, cũng như em sẽ gửi là cái đường link mini game á, thì các anh chị mình tranh thủ điền nha. Khi mà em chia sẻ xong cái chương trình khuyến mãi thì mình sẽ bắt đầu mình quay luôn để mình tiết kiệm thời gian nha các anh chị. Ok ạ. Các anh chị mình có thấy thấy rõ cái màn hình của em chưa ạ? Có rất là nhiều anh chị đối tác là đã ở nhà rất là nhiều sản phẩm của Chen luôn, nhà là gọi là nhà toàn cu luôn các anh chị.
rất là mê, rất là thích luôn. Khi mà mình sử dụng, mình có cái tình yêu rồi á, thì mình rất là dễ dàng mình chia sẻ với khách hàng nha các chị. Còn nếu mà mình chưa sử dụng, mình còn ngại á, mình đến chính bản thân mình mà mình còn không bán được thì mình không thể bán cho khách hàng nào hết. Cho nên là nếu mà mình có điều kiện thì mình cứ trải nghiệm một sản phẩm nào đó của Kuchen thì mình sẽ tự tin mình đi kinh doanh nó. Còn nếu mà chị mình không có điều kiện thì mình cứ trải nghiệm một cái máy xay thịt nó rẻ tiền thôi, thì mình cũng có thể tự tin mình có sản phẩm cho mình kinh doanh được. Một cái sản phẩm như vậy là mình cũng có một cái gọi là một cái hoa hồng, cũng như là một cái chiết khấu rất là tốt rồi các anh chị. Rồi em xin nói thông qua cái chương trình khuyến mãi hiện tại đang hỗ trợ cho tất cả anh chị đối tác mình, để mình có thể tốc chiến thật là bùng nổ trong cái mùa này các anh chị. Thì hiện tại là Kuchen đã hỗ trợ từ tháng 5, tháng 6 thì rất là nhiều chương trình đó. Thì mình đang có một cái chương trình khuyến mãi về máy sửa hàng các anh chị, chương trình khuyến mãi máy sửa hàng rất là lớn luôn. Và cái chương trình này thì nó sẽ kết thúc trong 30 tháng 6 nha. Thì chỉ còn tính, nếu mà hết ngày hôm nay nữa thì chỉ còn có 4 ngày thôi các anh chị. Nhưng mà cho nên là các anh chị mình tranh thủ mình chia sẻ khách hàng và một cái chương trình này khuyến mãi rất là lớn, là khi mua một cái máy sửa hàng này thì mình sẽ được tặng một cái bếp điện từ đơn này, trị giá là 2.268.000. Các anh chị mình khi mình thấy những cái sản phẩm trực tiếp của trên bên ngoài ấy, thì rất là đẹp, rất là mê, và mình sử dụng rất là an toàn sức khỏe và giải phóng sức động của mình. Đấy, một cái cặp này rất là siêu hot cho các anh chị mình. Mình có thể join vào nhóm Kuchen á, thì mình sẽ kéo lên phía trên, mình lấy những cái hình ảnh khuyến mãi nha. Hiện tại là bên em có spam mỗi ngày á, đều có gửi lại chương trình khuyến mãi, cũng như là content hình ảnh video này kia để cho mình đăng bài. Cho nên các anh chị mình cứ join vào nhóm để mình lấy nha. Đó, thì cái chương trình này sẽ kết thúc trong cái ngày 30 tháng 6. Thì mình nãy giờ mình xem thì mình cũng thấy được cái công dụng của máy rửa hạt nè, rất là tiện lợi, và cái sữa uống rất là ngon luôn. Các chị mình đã uống rồi thì mình rất là mê cái sữa này, nó khác với bên ngoài rất là nhiều. Là cái sữa rất là béo, rất là ngon mà không thể nào mà bên ngoài có được. Và ở đây là mình sẽ uống hết cái hạt của mình luôn, chứ mình không có bỏ xác, cho nên là nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Và đây là nấu bằng công nghệ hơi nước, cho nên là nó giữ được cái chất dinh dưỡng đó, chứ không có giống như là mình nấu bằng cái nồi bình thường thì nó hay bị cháy khét, và nó sẽ bị quá nhiệt này kia. Đó, giờ mình sẽ được tặng một cái bếp điện từ đơn trị giá là 2.268.000, cho nên là một cái chương trình khuyến mãi rất là lớn, sẽ không quay lại nữa, và mình sẽ kết thúc ngày 30 tháng 6 nha các anh chị. Nếu các anh chị mình tận dụng chương trình này thì mình hãy đầu tư cho chính bản thân mình, cũng như là mình có cái sản phẩm thì mình tự tin mình đi chia sẻ với khách hàng. Đó, khi mà em ra đây á, thì em cũng bán được rất là nhiều máy sửa hạt anh chị, tại vì em sử dụng rồi đó, rồi em live stream, rồi em làm video, em đăng hình ảnh rất là nhiều, thì cũng rất là nhiều khách hàng họ bắt đầu theo dõi mình, xong rồi họ tự có nhiều khách hàng họ tự mua luôn anh chị, chứ em không có tư vấn nhiều, tại vì là em đăng bài về những sản phẩm của trên rất là nhiều, và nhiều khách hàng họ follow và họ tự khách lạ luôn á, họ chỉ cần điện họ nhắn tin là lấy cái máy luôn, chứ em không cần tư vấn nhiều các anh chị, tại vì mình đã cung cấp rất là nhiều thông tin cho họ, và mình cái hình ảnh của chính bản thân mình á, thì người ta sẽ tin tưởng nhiều hơn là mình của người khác. Cho nên các anh chị nếu mà có sản phẩm thì mình rất là dễ kinh doanh. Rồi em qua cái chương trình thứ hai các anh chị, thì đây là một cái chương trình sẽ kết thúc vào ngày mai, một cái sản phẩm mới ra mắt của Kuchen hồi giữa tháng 4, và mình đã hết hàng một đợt các anh chị. Cái đợt đầu nhập về là mình đã bán hết, mới về hàng ngày 24 tháng 6 này. Cái chương trình khuyến mãi này, trong khi cái mà những cái ngày hết hàng á, thì anh Lâm mới ra một cái chương trình khuyến mãi là mua một cái nồi chiên hấp này, thì mình sẽ tặng một cái chảo là trị giá là 1.350.000. Nó thì ngày mai sẽ kết thúc chương trình này cho các anh chị nào, nếu mà mình đang có khách hàng hoặc là mình đang muốn sở hữu cái nồi chiên kết hợp hấp này á, thì mình tranh thủ mình lên đơn các anh chị. Thì cái chương trình này bây giờ mình sẽ lên đơn và mình sẽ được khuyến mãi luôn, nó không có hiện trên app nha các anh chị. Nồi chiên hấp này thì mình sẽ lên đơn và mình sẽ được khuyến mãi đi cùng, mình không cần cọc tiền, cũng như mình không cần không có hiện khuyến mãi trên app, thì mình cứ lên đơn thôi là mình sẽ được khuyến mãi đi kèm các anh chị. Sẽ kết thúc vào ngày mai 23:59 tối mai thì mình sẽ lên đơn, thì mình sẽ được còn khuyến mãi này. Còn các anh chị mình nếu mà lên đơn trễ thì mình sẽ qua ngày 28 là mình không còn khuyến mãi này nữa nha các anh chị. Cho nên là các anh chị mình tận dụng để mình có thể tốc chiến thành công trong cái mùa tốc chiến này nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái chương trình mua nồi chiên không dầu 5.4, mình được tặng cái máy xịt là trị giá 1.2.
thì tất cả những cái chương trình này thì có nằm trong cái mùa tốc chiến này thôi, chứ bình thường là mình không có khuyến mãi các anh chị. Và cái chương trình này cũng tất cả những cái chương trình hiện tại là em chia sẻ tối nay ấy, thì đều kết thúc vào ngày 30 tháng 6 hết, cho nên các anh chị nào mình chưa sử dụng mà mình chưa có chốt sale được ấy, thì mình tranh thủ những cái ngày cuối này thì mình sẽ tư vấn khách hàng nha, mình nhắn tin liên tục, mình làm như thế nào đó để khách hàng biết được là sắp hết chương trình khuyến mãi để họ có thể là ra quyết định nhanh đó. Thì đây là một cái nồi chiên không dầu này, nó khác với lại cái nồi chiên hấp hồi nãy, thì cái mỗi cái nó đều có một cái ưu điểm riêng. Cái nồi chiên hấp thì nó sẽ có thêm một cái chức năng là hấp, và nó vừa chiên vừa hấp được luôn. Còn đối với nồi chiên này thì nó sẽ có thêm một cái chức năng, nó không có chức năng hấp nhưng nó sẽ có một chức năng là nó có thể quay gà được, quay gà nè, rang lạc nè, chiên khoai tây, thì mình sẽ có những cái dụng cụ đó để nhất là quay gà nè, rồi rang lạc thì mình có cái lồng quay đó. Thì nó sẽ có một, mỗi cái nó có một ưu điểm riêng, và tùy theo khách hàng thì mình sẽ tư vấn cho họ phù hợp. Nếu họ thích ăn hấp thì mình có thể tư vấn nồi hấp, còn nếu mà họ thích ăn gà quay này kia thì mình sẽ tư vấn cái nồi này các anh chị mình nhé. Rồi tiếp theo em qua một cái chương trình kế tiếp là mua một cái máy ép chậm, sẽ được tặng một cái voucher nha các anh chị. Cái voucher mua nồi chiên kết hợp hấp, nồi chiên kết hợp hấp này giá 6.990.000 thì giống như 7 triệu đó, thì mình sẽ được giảm giá chỉ còn 2 triệu thôi. Mình chỉ cần bỏ 2 triệu và mình mua được cái nồi chiên hấp này. Nhưng mà mình với điều kiện là mình mua một cái máy ép chậm thì mình sẽ được voucher mua một cái nồi chiên hấp với giá chỉ còn 2 triệu thôi. Nên các anh chị mình tận dụng cái chương trình này và kết thúc trong ngày 30 tháng 6 nha các anh chị. Và chương trình này sẽ không có quay lại nha các anh chị. Cho nên là các anh chị mình chỉ có trong cái mùa tốc chiến này là đến 30 tháng 6 thôi là bên của trên sẽ ngưng. Cho nên các anh chị mình nếu mà mình chưa có ra quyết định được, mình chưa tư vấn khách hàng mà họ đang chần chừ, thì mình sẽ tranh thủ cái thời gian cuối tháng này mình chốt sale các anh chị nhé. Có một hồi sáng này trong một cái nhóm các anh chị, có một cái anh những anh chị mới vào á, thì có hỏi là cái dòng chữ này là nói không có rõ ràng, nhưng mà đây là mình ghi tiêu đề rất rõ ràng, mua nồi chiên không dầu kết hợp hấp này với giá 2 triệu. Khi mua máy ép chậm các anh chị, là khi mình mua cái máy ép chậm này thì mình sẽ được mua cái nồi chiên với giá 2 triệu, cho các anh chị mình có thể đọc kỹ lại để mình nắm cái chương trình nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái chương trình là mua nồi cơm điện nha. Nồi cơm điện là từ nào giờ mình không có khuyến mãi đâu các anh chị. Nhưng mà khi mà cái mùa tốc chiến này ra thì cô Trang hỗ trợ cho những chị đối tác mình có thể chia sẻ đến nhiều khách hàng, và mình có thêm nhiều kim cương trong cái mùa tốc chiến. Cho nên là cô Trang mới ra cái chương trình khuyến mãi này từ tháng 5 đến tháng 6. Thì khi mua một cái nồi cơm điện mình được tặng một cái máy xay, đó, một cái máy xay đa năng thì trị giá 1.2 triệu. Cho nên các anh chị mình tận dụng hết những cái chương khuyến mãi ngày mai là mình lên danh sách khách hàng các anh chị. Mình lên danh sách khách hàng và mình mà nhắm ai có nhu cầu nào thì mình chia sẻ về sản phẩm đó nha. Cho mình, giờ mình join vô cái nhóm của Chen đi, mình lấy hết những hình ảnh này và mình bắt đầu mình ghi danh sách hàng ngày cuối tháng này. Những anh chị nào đang có nhu cầu về cái nào mà chưa chốt được thì mình tận dụng cái chương trình cuối tháng này nha các anh chị nhé. Mình mua một cái nồi chiên, mình mua cái nồi cơm điện, mình tặng một cái máy xay nha. Và mình sẽ kết thúc 30 tháng 6 luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái máy lọc không khí K06A. Cái máy này giúp cho mình có một cái không khí trong lành trong cái gia đình của mình. Cái máy này sẽ lọc không khí lên 45 mét, và mình sẽ được tặng một cái bàn chải sóng âm này là trị giá 1.850.000 nó. Và từ nào giờ mình không có khuyến mãi các anh chị, nhưng mà hôm nay thì do mùa tốc chiến thì mình có cô Chen có hỗ trợ cho các anh chị mình cái một chương trình khuyến mãi, và có trong cái những anh chị mà trong Robby á, đặc biệt là những anh chị mà làm trong ngành y á, là họ rất thích bán cái cặp đôi này các anh chị. Thứ nhất là chăm sóc về sức khỏe, là nó giúp cho những anh chị đó là họ làm ngành y á, thì họ rất là bán cái này rất là nhiều luôn, bán lọc không khí, tại vì họ rất là quan tâm về sức khỏe và họ bán lọc không khí này cũng như là những cái sản phẩm bằng chải này kia về răng miệng á, là họ rất là bán rất là nhiều. Rồi em qua chương trình tiếp theo nhé. Chương trình này mình cũng kết thúc ngày 30 tháng 6 các anh chị. Tất cả chương trình tối nay thì đều kết thúc ngày 30 tháng 6, cho nên các anh chị mình tranh thủ tư vấn nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái chương trình khuyến mãi máy rửa chén 80354 và 80365. Thì hai cái model này thì mình khi mình mua mình sẽ được tặng một cái nồi chiên trị giá 5.4 triệu đó. Thì nó từ nào giờ mình sẽ có một cái chương trình khuyến mãi rất là khủng như thế này, cho nên các anh chị mình tận dụng nha. Và kết thúc ngày 30 tháng 6 và qua cái chương trình này thì mình sẽ không còn khuyến mãi nữa. Cho nên là những chị nào mà mình có khách hàng mà họ quan tâm về rửa chén nè, giúp cho họ nhất là
giải phóng được cái sức động của chị em phụ nữ nè. Thứ hai là nó rửa chén, máy rửa chén, nếu mà chị mình có học qua, mình có thể mình xem qua những thông tin thì mình biết được là máy rửa chén nó rửa rất là sạch. À, nó rửa rất là sạch, nó rửa bằng nước nóng và nó khử trùng, nó diệt khuẩn trong đó luôn. Cho nên là mình khi mình sử dụng máy chén thì mình thấy cái chén nó rửa rất là sạch, nó không có bị nhớt. Nhiều khi là mình rửa tay nó không có sạch, còn máy rửa chén thì rửa rất là sạch nha các anh chị. Rồi thì trong thời gian gần đây á, thì những anh chị đối tác mới tham gia Robby rất là nhiều, cho nên là nhãn hàng BDB của Chen cũng có một cái chương trình khuyến mãi rất rất là hỗ trợ cho những anh chị đối tác mới. Mình có một cái sản phẩm mình đi kinh doanh á, thì đây là một cái cặp đôi để gọi là một sản phẩm phiểu đó các anh chị, một cái cặp máy xay đa năng giúp cho mình có thể có một sản phẩm phiểu để mình có thể trải nghiệm và mình chia sẻ với khách hàng. Thì khi mình mua một cái cặp đôi này thì mình sẽ được tặng một cái cặp đầu đánh tỏi đó. Thì mình một cái chương trình này, cho nên là những chị nào mình mới mới vào á, mình là đối tác mới trong vòng 30 ngày á, thì mình có thể lên app thì mình sẽ thấy cái khuyến mãi này. Mình lên đơn thì mình nó hiện khuyến mãi luôn. Thì những cái chương trình khuyến mãi mà em Hòa chia sẻ cho các anh chị mình á, thì nó đều có trên app hết. Chỉ có duy nhất một cái nồi chiên hấp là mình lên đơn, không có trên app, cho mình sẽ đi hàng kèm thôi. Còn tất cả chương trình còn lại là đều có trên app các anh chị. Rồi tiếp theo mình có một cái chương trình dành cho những chị đối tác mới nữa. Thì tất cả chương trình tối nay đều kết thúc ngày 30 tháng 6. Thì mình mua một cái nồi chiên 5.4 triệu 5.9 triệu thì mình sẽ tặng cái máy xay đa năng này. Thì riêng cái nồi chiên 5.9 triệu này á, thì chỉ dành cho đối tác mới các anh chị. Còn cái nồi chiên 5.4 triệu này thì nãy cũng có dành cho tất cả anh chị đại lý rồi. Nó thì nó chỉ diễn ra trong mùa tốc chiến này là mình sẽ kết thúc các anh chị, 30 tháng 6 kết thúc luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có chương trình mua bếp từ MI272 và MI918. Thì hai cái model này thì sản xuất tại Mã Lai và bảo hành là 36 tháng. Đó, thì khi mua một cái bếp thì mình sẽ tặng một cái chảo trị giá là 1.350.000. Đó, và bếp MI272 thì bán rất là nhiều các anh chị, rất là dễ dàng sử dụng và nó có 2 ngăn từ. Còn bếp MI918 thì mình sẽ có 2 ngăn từ và 1 ngăn hồng ngoại. Đó, thì nếu mà cái ngăn hồng ngoại thì có mình sử dụng rất là nhiều nồi nồi đất, nồi thủy tinh thì mình sử dụng được. Còn đối với bếp từ mình sử dụng những cái loại nồi nó có bắt từ các anh chị, nó có nhiễm từ, nó bắt từ thì mình sử dụng được. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái chương trình là bộ nồi inox. Thì bộ nồi này bảo hành lên đến 10 năm các anh chị. Bộ nồi sản xuất tại Hàn Quốc, bảo hành lên đến 10 năm. Và mình khi mua bộ nồi này thì mình sẽ được tặng một cái bếp từ đơn trị giá là 2.268.000. Đó, thì những anh chị nào mình có gần những cái địa điểm của showroom của Chen á, thì mình có thể đến đây mình xem hết những sản phẩm. Thì mình thấy được cái bộ nồi này rất là đẹp các anh chị, rất đẹp, và cái đế cái đáy của nó rất là dày luôn. Đó, rất là nặng các anh chị, mình khi mình sờ được bộ nồi này rất là nặng, rất là đẹp luôn, rất là chắc chắn. Và mình sẽ được tặng một cái bếp điện từ đơn trị giá là 2.268.000, và bộ nồi này là bảo hành 10 năm các anh chị. Rồi tiếp theo mình có một cái chương trình mua một cái máy giặt, mình được tặng một cái nồi chiên 5.4, mua một cái máy giặt mà mình được tặng cái nồi chiên 5.4 rất là hời các anh chị. Và các anh chị mình tranh thủ mình chia sẻ chương trình khuyến mãi đến khách hàng của mình nhé, đang có nhu cầu nhé. Thì bây giờ là cái nhu cầu sử dụng máy giặt á, đối với máy giặt của Cochen thì nó có thêm một cái chức năng, cái model này là model nâng cấp, thì nó có chức năng là nó tự cân đo cái lượng đồ của mình, và nó sẽ tự cho cái lượng nước giặt và nước xả phù hợp luôn các anh chị. Thì mình cứ châm đầy cái hộp nước nước giặt nước xả ở đây, thì khi mà mình bỏ đồ vô thì máy này tự tự cân đo cái lượng nước giặt, và nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được cái nước giặt của mình. Mình thì nhiều khi là mình không có biết là mình bỏ đồ vô cái mình cứ chế nước giặt, mình cứ nghĩ là mình chế càng nhiều thì nó giặt càng sạch, nhưng mà nhiều khi nó không phải các anh chị. Mình sẽ hiểu lầm cái chỗ đó. Thì khi cái máy này rất là thông minh, nó sẽ cân được cái lượng đồ của mình và nó cho một cái lượng nước giặt nó phù hợp, và nó cho mình nhất là tiết kiệm, thứ hai là nó đảm bảo là nó không có bị hư hao máy. Là nhiều anh chị là họ cho rất là nhiều nước giặt vô, xong cái bọt của nó đóng vô cái máy nè, nó sẽ giúp cho mình, nó làm cho máy mình nó bị hao hư này kia đó, thì nó sẽ bị rủi ro trong cái việc mà sử dụng. Cho nên các anh chị mình có một cái máy giặt model mới này của Cochen á, thì giúp cho mình có thể là cân đo trong cái lượng nước giặt, nó rất là hay chỗ chức năng đó. Rồi cái chương trình khuyến mãi cuối cùng nha các anh chị, thì khi mà chúng ta mua bếp điện từ GIE 288, GIEF 388, SEI 382 thì mình sẽ được tặng một cái bộ nồi kim cương.
cái bộ nồi kim cương 3 món trị giá là 6,9 triệu. Các anh chị mình khi mua cái ba cái bếp này thì mình tặng một cái bộ nồi kim cương rất là xịn sò. Thì cái ngày hôm qua thì bên em có một cái chương trình đào tạo về cái bộ nồi rất là hay luôn. Nếu mà các anh chị mình có tham gia thì mình thấy được cái bộ nồi kim cương rất là xịn, và mình sử dụng được mình sử dụng bếp từ của Kuchen nữa. Thì hai cái model GE các anh chị, GE này thì mình sản xuất tại Đức nha, nó nhập khẩu từ Đức, thì nên là mình sử dụng rất là mê. Những anh chị mà mình đã sử dụng sản phẩm Đức đó, thì rất là mê các anh chị. À, thì các anh chị mình tất cả chương trình khuyến mãi tối nay á là đều kết thúc ngày 30/6, cho nên các anh chị mình hãy tận dụng, như mình do vào nhóm Kuchen mình lấy hình ảnh khuyến mãi để mình đăng bài, mình chia sẻ đến khách hàng nha. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái chương trình đào tạo chủ nhật 14 giờ chủ nhật hàng tuần. Mình sẽ được đích thân CEO của Kuchen hỗ trợ cho tất cả anh chị mình về kiến thức gia dụng nè, từng cái line hàng, từng cái sản phẩm. Thì mỗi một cái tuần thì mình sẽ có một cái chủ đề, một sản phẩm khác nhau. Sẽ có anh Lâm cũng như là những anh chị best seller sẽ lên chia sẻ cho mình những kiến thức gia dụng để mình có thể nắm được. Thì cái lịch này là lịch cố định, còn những cái lịch chương trình 5 em á, thì bên em sẽ về từng tem để hỗ trợ riêng. Còn đối với cái chương trình 14 giờ này thì hỗ trợ tất cả toàn các anh chị đại lý mình. Và bên em sẽ trong cái mùa tốc chiến này thì bên em sẽ có thêm những cái chương trình buổi tối. Thì các anh chị mình có thể mình tham gia những cái nhóm hỗ trợ của Chen á, thì mình sẽ vô đó để mình xem cái lịch đào tạo nhé. Em cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe em chia sẻ những cái chương trình khuyến mãi tối nay ạ. Rồi ok, em cảm ơn tất cả anh chị. Bây giờ mình sẽ đến cái phần cuối cùng nha các anh chị. Các anh chị có nôn nóng không ạ? Các anh chị mình đã điền hết thông tin để mình quay may mắn chưa ạ? Các anh chị mình em đợi các anh chị mình 2 phút nữa nha. Các anh chị mình có những chị nào mình chưa điền á thì mình điền giúp em nha. Rồi em mở lại cái phần đổi tên cho các anh chị nhìn mình nha. Thì những anh chị mình tham gia cái chương trình mini game này á, bây giờ mình sẽ có 2 phút để mình đổi cái tên trên cái phòng Zoom của mình luôn nha, để tránh những anh chị mình tham gia vào từ đầu tới cuối, từ đầu giờ đến giờ nhưng mà mình đặt tên không đúng á, thì mình thêm một chút nữa mình quay số thì mình không được trúng thì nó rất là buồn. Cho nên là anh chị mình bây giờ mình đổi cái tên lại đúng tên mình luôn nha, đổi tên mình và mình điền mình quay may mắn các anh chị nhé. Thì tối nay chương trình của mình chỉ có hơn 100 anh chị thôi, cho nên là mình chỉ có một phần quà thôi nhé các anh chị. Còn nếu mà ngày mai mà mình tham gia cái chương trình của BB của Chen, nhưng mà mình có thêm nhiều đồng đội mình chia sẻ đến nhiều đồng đội mình tham gia chương trình này á, thì mình sẽ, nếu mà trên 200 người thì mình sẽ có 3 suất khuyến mãi. Thì cái chương trình khuyến mãi tối nay thì chúng ta sẽ có một cái phần quà, một chiếc chảo trị giá là 1,350,000 cho anh chị nào may mắn nhất trong cái chương trình Zoom tối nay. Rồi các anh chị mình đã sẵn sàng chưa ạ? Các anh chị nào đã sẵn sàng thì mình điền vào khung chat là 2 chữ SS giúp em nha, để chúng ta vô cái chương trình mini game nha. Cái này là giám đốc đã đưa ra cái thể lệ là như vậy rồi, cho nên các anh chị mình muốn có nhiều phần quà hơn thì ngày tối mai mình rủ thật nhiều đồng đội mình tham gia vào. Thứ nhất là chúng ta có cái kiến thức để mà mình tư vấn khách hàng nè, mình có thêm cái nguồn thu nhập thứ hai ngoài công việc chính của mình. Tiếp theo là mình sẽ có một cái phần quà trải nghiệm, cho nên là các anh chị mình hãy rủ thật nhiều đồng đội mình tham gia vào. Thì mình thấy là cái chương trình tối nay rất là hay đúng không ạ? Thì mình ngày mai mình rủ rê thêm đồng đội của mình vô để họ cùng học chung với mình, để mình có thể cùng nhau lan tỏa những sản phẩm trên sàn Robby cũng nói chung cũng như là Kuchen nói riêng ạ. Rồi em xin phép share cái chương trình cái vòng quay tối nay các anh chị nhé. Rồi em thấy anh chị đã sẵn sàng rất là nhiều. Thì các anh chị nào mà mình trúng quà các anh chị thì các anh chị mình vui lòng mình giơ tay lên giúp em nha. Mình giơ tay lên để em thấy liền nha. Nhiều khi là các anh chị mình nhắn trong khung chat á thì là em không thấy được á, thì các anh chị mình thông cảm cho em. Còn đúng thể lại chúng ta giơ tay lên nha các anh chị, để em thấy cho nó nhanh á. Nhiều khi là rất là nhiều anh chị nhắn tin như khung chat chúc mừng này kia thì em sẽ không có thấy được, cho nên là các anh chị mình cố gắng mình giơ tay lên nha. Rồi
Ok, em xin quay số chúng may mắn tối nay nha. Các anh chị mình có hội họp không ạ? Mình điền vào khung chat là tên của mình đi, để cho vũ trụ có thể kêu gọi mình nha các anh chị. Anh chị nào là người em may mắn tối nay ạ? Em xin chúc mừng anh Nguyễn Xuân Trung. Số điện thoại 4 cuối đuôi là 5669 ạ. Không biết là anh Trung có trong phòng Zoom không ạ? Anh Trung nếu có phòng Zoom thì mình giơ tay lên giúp em nhé. Chắc có lẽ là anh Trung không có trong phòng Zoom mà các anh chị, em xin đếm ngược nhé. Đếm ngược trong 5 tiếng, nếu mà không có anh Trung thì mình sẽ xóa cái lượt này và mình sẽ nhường lại cho anh chị khác nha. 5 4 3 2 1 không có anh Trung nha các anh chị. Mình sẽ bỏ kết quả này nhé. Các anh chị mình điền vào khung chat tên mình đi ạ. Mình nói vũ trụ gọi tên mình đi ạ. Cái lượt may mắn vừa rồi là chưa có anh Trung ạ. Rất tiếc cho anh Trung, tại vì anh Trung không có tham gia, anh Trung tham gia Zoom nhưng mà anh Trung đã rời Zoom sớm rồi cho nên mình không được nhận quà nha. Rồi ok, em xin qua người may mắn tiếp theo nha. Khi mà mình đặt tên không đúng hay là mình hoặc là tên người khác nhận thay thì mình không được nha các anh chị. Em xin chúc mừng chị Phạm Thị Lĩnh, 4 số cuối đuôi điện thoại là 9076. Chúc mừng chị Lĩnh đã trúng phần quà may mắn tối nay ạ. Chị Lĩnh có trong phòng Zoom thì mình giơ tay lên giúp em nhé. Rồi em thấy là chị Lĩnh rồi ạ. Chúc mừng chị Lĩnh đã trúng phần quà mini game tối nay. Cảm ơn chị Lĩnh cũng như tất cả anh chị đã tham gia cái chương trình Zoom của Cu Chen tối nay ạ. Rồi. Em xin mở mic tên để tất cả anh chị mình chào nhau nhé. Tất cả chào mừng tất cả anh chị đã chào mừng tất cả anh chị mình chị nào cũng may mắn á.